Thực hiện kế hoạch 159 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, hôm nay các quận huyện đã đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn. Cũng như các địa phương khác, ngay sáng nay, quận Sơn Trà đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt thứ 6. Các địa điểm lấy mẫu được bố trí phù hợp, đảm bảo giãn cách. Dự kiến trong đợt này, quận Sơn Trà lấy 22.286 mẫu xét nghiệm, trong đó có 21.726 mẫu đại diện hộ gia đình và 560 mẫu là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Rà soát để mình giữ vững cái vùng xanh và hạn chế vùng đỏ lan tràn, thì đối với khu dân cư thì hôm nay xét nghiệm là 50% số hộ. Như vậy là tổ phát thì như vậy cái 50% này có lẽ lần sau là sẽ 50% còn lại. Làm như đó để loại trừ những cái trường hợp mà có thể trong quá trình lây nhiễm thì đảm bảo được cái an toàn trong khu dân cư. Thời gian là luôn luôn ủng hộ. Phối hợp với địa phương là chọn đúng đối tượng, những người tiếp xúc nhiều, những người hay ra ngoài nhiều, để mà đợt này là chọn là 50% đại diện hộ gia đình. Nhưng mà riêng An Hải Đông ấy, là khu vực đang nóng, chúng tôi sẽ chọn 100% đại diện hộ gia đình. Căn cứ theo kế hoạch 159 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các quận huyện sẽ tập trung lấy mẫu xét nghiệm 2 đợt. Đợt 1 tiến hành từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, đợt 2 từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9. Ngoài ra, căn cứ thực tế thì thành phố cũng sẽ tiến hành xét nghiệm thêm. Đối với vùng đỏ, sẽ xét nghiệm 100% người dân với tần suất 3 ngày một lần. Đối với vùng vàng thì xét nghiệm 100% đại diện hộ gia đình. Với các vùng xanh thì tiến hành xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình. Ngoài ra, ngành y tế và các địa phương cũng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp được phép hoạt động theo quyết định 2905 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong thời gian thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo các vùng nguy cơ, thì ngành y tế sẽ phối hợp với các địa phương tiến hành 2 đợt xét nghiệm cố định thông qua đây để tiếp tục bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố để trên cơ sở đó có các biện pháp phù hợp trong thời gian tới.